Hello, xin chào toàn thể mọi người nhá. Xúc công nghệ nghe lén 4.0 hotline 0886992345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera ngụy trang hình mắt cúc áo mẫu siêu nhỏ mọi người nhá. Đó, đây. Mã của sản phẩm là camera cúc áo S20. Đó, dòng sản phẩm này không xem được trên điện thoại và chỉ quay offline, lưu hình ảnh vào trong thẻ nhớ rồi xem lại các bạn nhé. Đó, đây. Mẫu siêu nhỏ các bạn nhé. Đó, đây. Đó. Mắt cúc áo này, đó, đơn vị nhà mình có thể thay mắt được cho các bạn nhé. Đó. Thay mắt các bạn muốn mắt nào thì đơn vị nhà mình sẽ chế vào mắt đó cho các bạn. Ví dụ các bạn muốn cho vào mắt đinh vít này, cũng như là mắt cúc quần, cúc áo được hết các bạn nhé. Đó, đây. Đó. Thì một bộ sản phẩm thì khi các bạn mua hàng thì sẽ bao gồm những sản phẩm này các bạn nhé. Đầu tiên là một cái đầu lọc thẻ này. Đầu lọc thẻ này các bạn có thể copy dữ liệu ra máy tính hoặc là muốn chia sẻ cái dữ liệu này cho người khác các bạn nhé. Đó, và một thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đó, khi các bạn đăng ký kênh YouTube Yên Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB các bạn nhé. Đó, thẻ nhớ 32GB đơn vị nhà mình sẽ gắn sẵn vào trong chiếc camera cho mọi người. Đó, thì những cái dòng camera quay offline thì các bạn nên dùng những cái thẻ nhớ mà dung lượng tối đa là 32GB thôi các bạn nhé. 32GB đổ xuống thôi, dùng cho nó đồng ngật các bạn nhé. Còn khi các bạn dùng nó bộ nhớ nó cao hơn thì hình ảnh nó sẽ bị nhòe nhoẹt, cũng như là nó sẽ không đọc được hết các bạn nhé. Đó, thì những bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube Yên Phát thì các bạn nhanh tay đăng ký để nhận được để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc và cũng như là được tặng kèm một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB các bạn nhé. Đó, và các bạn sẽ một bộ thì sẽ gồm có cả một dây cắm sạc này. Đó, thì hết pin thì các bạn sạc pin thì sạc pin điện thoại thôi các bạn nhé. Đó, đây. Đó, trên thiết bị sẽ có cái chân cắm sạc này. Các bạn sẽ cắm chân cắm sạc như này là được các bạn nhé. Đó, như này. Đó, pin của camera này các bạn có thể dùng liên tục được khoảng 4 đến 5 tiếng mới hết pin các bạn nhé. Đó, rất là lâu, mặc dù nhỏ nhưng mà rất là lâu các bạn nhé. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm với cái dòng sản phẩm camera ngụy trang hình mắt cúc áo siêu nhỏ S20 này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một số nút chức năng ở trên chiếc camera hình cúc áo S20 này và đi vào test chất lượng hình ảnh thực tế cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng làm sao cho hiệu quả nhất các bạn nhé. Đó, đây. Đó. Đầu tiên đây mắt camera này. Đó. Đây mắt camera. Đó, mắt camera ngụy trang mắt cúc áo bên ngoài đây. Đó. Bên sườn đây sẽ có một cái chân cắm sạc này. Đó, thì các bạn cắm sạc như sạc pin điện thoại thôi. Đó, còn bên cạnh đây sẽ là có cái chân cắm thẻ nhớ các bạn nhé. Đó, thì cam này hỗ trợ tối đa thẻ nhớ là 32GB thôi. Đó, các bạn dùng thẻ nhớ 32GB đổ xuống thôi cho dùng cho nó mượt các bạn nhé. Đó, trên thiết bị sẽ có hai nút này. Đó, thì nút đầu tiên nó sẽ là nút ở bên trên gần cái chỗ mà chân cắm sạc này, sẽ là nút bật nguồn và nút để các bạn có thể bật cái chế độ quay các bạn nhé. Đó, còn nút bên dưới này nút để các bạn có thể là chuyển chế độ các bạn nhé. Khi các bạn muốn chuyển chế độ từ quay phim sang chụp ảnh, cũng như từ chụp ảnh sang quay phim thì nó sẽ ở đây, nó sẽ hiện cái đèn đây các bạn nhé. Đó, thì biểu tượng màu xanh lá cây, màu xanh dương ấy, màu xanh dương thì nó sẽ là quay video, còn màu đỏ nó sẽ là chụp ảnh các bạn nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ cắm thẻ nhớ vào và đi vào test chất lượng hình ảnh cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng luôn các bạn nhé. Đây. Đó. Để cắm thẻ nhớ nhá, cắm thẻ nhớ thì các bạn sẽ cắm cái đây, cắm cái mặt đồng này, chiều mặt đồng các bạn hướng lên chỗ có mắt camera các bạn nhé. Đó, các bạn gắn vào như này. Đó, sau đó các bạn bật nguồn nhé. Để bật nguồn thiết bị thì các bạn sẽ dí liền vào đây khoảng 5 giây, các bạn bỏ thấy ra. Đó, các bạn nhìn kỹ bên dưới nó sẽ có một cái đèn màu xanh này. Đó, thì các bạn muốn quay video nhé thì các bạn sẽ chọn bấm một lần nữa thôi. Đó, mình sẽ ấn quay này. Đó, cái đèn nó sẽ nhấp nháy nó tắt đi. Đó, nhấp nháy 3 lần nó tắt đi. Như này là đang quay video các bạn nhé. Đó, đây. Đó, mình sẽ quay về đằng sau, góc đằng sau các bạn nhé. Đó. Đây. Đó. Cái hình ảnh của cái con camera cúc áo S20 này là hình ảnh là Full HD 1080 các bạn nhé. Đó. Và có quay được cả hình cả tiếng luôn. Đó. Bạn nào mà muốn không muốn quay video nữa thì các bạn sẽ bấm một lần nữa. Đó. Bấm một lần nữa thì nó sẽ hiện một cái đèn màu xanh trong này. Đó. Các bạn muốn quay một đoạn video tiếp theo thì các bạn sẽ bấm một lần nữa thôi. Đó. Cái đèn nó sẽ nhấp nháy nó tắt đi là nó đang quay video một đoạn tiếp theo các bạn nhé. Đó. Khi các bạn gặp đối tác cũng như là theo dõi ai đó thì các bạn cứ quay trước rồi các bạn mang vào, các bạn gắn mắt cúc áo của bạn là được thôi các bạn nhé. Đó, sử dụng rất đơn giản. Đó.
Đây đây file video thứ hai các bạn nhá. Đó. Đây các bạn muốn kết thúc thì các bạn sẽ bấm một lần nữa thôi. Đó là được. Đó, còn bạn nào muốn chuyển chế độ nhá, các bạn muốn chuyển chế độ từ video là màu xanh này, các bạn muốn chuyển video sang màu đỏ đấy, các bạn sẽ bấm nút bên dưới này, bấm một lần thôi. Đó, nó sẽ chuyển sang màu đỏ đấy các bạn nhá. Các bạn muốn chụp ảnh thì các bạn bấm một lần thôi. Đó, đây là đường bốn bức ảnh này. Các bạn muốn chụp bức ảnh nữa thì các bạn sẽ bấm lần nữa này. Đó, đường bốn bức ảnh nữa này. Các bạn muốn chụp ảnh thì các bạn bấm một lần nữa là được các bạn nhá. Đó. Đó thì vừa rồi mình đã quay cho các bạn hai cái video và hai cái hình ảnh, thì sau đây mình sẽ tháo thẻ nhớ ra, mình cho vào đầu lọc thẻ và mình cắm vào máy tính test cái chất lượng hình ảnh cũng như là test cái chất lượng video cho mọi người xem các bạn nhé. Đó, mình sẽ rút thẻ nhớ ra này. Đó. Các bạn cắm vào cái đầu lọc thẻ của các bạn là được thôi. Đó. Đây, mình sẽ cắm vào máy tính rồi nhá. Đây. Đó, các bạn sẽ cắm vào máy tính nhá. Đây mình sẽ quay cao màn hình, quay góc lên này để nhìn nó rõ này. Đó. Thì đây là trang YouTube, kênh YouTube chính của mình các bạn nhá. Đó, kênh YouTube là Công nghệ Nghe Lén 4.0 này. Đó thì trong này của mình có rất là nhiều những sản phẩm mà đơn vị nhà mình quay lên. Đó, tất cả những dòng sản phẩm nào mới đơn vị nhà mình về là đơn vị mình sẽ đăng hết lên đây rồi các bạn nhá. Đó thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh YouTube này của mình để xem hoặc là có thể là tham khảo các bạn nhé. Đó thì đây, đó thì mình sẽ vào trong một ổ là Mac Computer đây. Đó Mac Computer rồi mình vào một ổ E này. Đó đây mình sẽ vào cho các bạn xem hình ảnh trước. Đây ba file hình ảnh này. Đó đây là file hình ảnh, đây mình đang quay trong phòng của mình thôi các bạn nhé. Đó đây. Đó các bạn nào muốn xem lại video nhá, video thì các bạn sẽ chọn một bên dưới là video này. Đó, sau đó các bạn sẽ chọn là hai cái file video này. Đó, đây. Đó, các bạn chọn video, file video. Đó. Khi bạn gặp đối tác như là theo dõi ai đó thì các bạn cứ quay trước rồi các bạn mang vào, các bạn làm mặc áo của bạn là được thôi các bạn nhé. Đó, đó. Rất đơn giản. Hình ảnh rất là nét các bạn nhé. Đó. Đây file Full video HD 1080. Đây là file video thứ hai. Đây, các bạn muốn kết thúc thì các bạn sẽ bấm một lần nữa thôi. Đó, đó kết thúc đoạn thứ hai này. Đó, còn đoạn thứ nhất thì các bạn sẽ vào mục là More Video 1 này. Đó, các bạn vào xem. Đó. Chào đang quay video các bạn nhé. Đó, đây. Đó, mình sẽ quay về đằng sau. Góc đằng sau các bạn nhé. Đó, đây. Đó. Mình đang quay trong phòng của mình, góc nó hơi hẹp các bạn nhé. Khi bạn đã ra ngoài đường mà không gian nó khoảng rộng thì nghe rất hình ảnh rất rõ nét. 20 này là hình ảnh là Full HD 1080 các bạn nhé. Đó, và có quay được cả hình cả tiếng luôn. Bạn nào mà không quay video nữa thì các bạn sẽ bấm một lần nữa. Đó, đó là hai cái file video mình vừa test cho các bạn mọi người nhé. Đó, bạn nào mà muốn xóa đi thì các bạn chỉ cần bôi đen này. Sau đó các bạn chọn vào mục là Generate là xóa đi thôi các bạn nhé. Đó, đây, mình sẽ cho cái cam xuống dưới này. Đó, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang hình mắt cúc áo quay offline mã là S20. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng sản phẩm camera ngụy trang cúc áo siêu nhỏ này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345. Kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Anh Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ gắn sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần bật camera lên rồi quay thôi. Đó, các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể xem qua cái video hướng dẫn sử dụng này của mình. Một lần là có thể sử dụng thành thạo các bạn nhé. Bởi vì sử dụng nó cũng rất đơn giản thôi, chỉ có 1-2 thao tác thôi các bạn nhé. Đó, thì video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn lại mọi người ở những video clip sau.